Ông có nhớ là tôi đã từng nói với ông chuyện gì không? Nếu ông không mang lại hạnh phúc cho Dung Hoàng, tôi sẽ không tha cho ông. Tôi lúc nào cũng muốn mang tới hạnh phúc cho cậu. Nhưng bây giờ thì sao đi? Ông đang làm cho cô ấy phải chịu khổ đó. Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra như vậy. Lẽ nào tôi lại vô dụng như vậy sao? Không mang nổi hạnh phúc đến cho cô gái mà mình yêu sao? Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi vẫn biết em đang rất yêu Dung Hoàng. Ít ra thì ông còn có cơ hội mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn tôi, đến cơ hội tôi cũng chẳng có nữa. Và ông nên phải cố gắng lên. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng đừng nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cảm ơn ông. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô lên. Ủa Trần Tình, em tới chơi hồi nào vậy? Dạ, em tới cũng lâu rồi chị. Chắc bây giờ em xin phép về luôn. Ý, ở chơi chút nữa đi. Thấy chị tới rồi bỏ về hả? Dạ, bây giờ cũng khuya rồi. Thôi em hẹn chị khi khác nha. Em phải về. Nè. Ông nên nghỉ ngơi đi. Đầu óc tâm trạng ông như vậy không giải quyết được gì gì đâu. Tôi về đây. Dạ, chào chị, em về. Chào em. Phong, tự nhiên thấy chị bỏ đi vậy? Chị em mình nói chuyện chút được không? Thôi, có chuyện gì mình để khi khác nói đi chị. Vô đây ngồi nè. Em thấy mệt muốn đi nghỉ. Vô đây. Chị biết đó là em còn giận chị. Chị xin lỗi. Thì cũng tại chị nhất thời. Tại chị lo cho em quá, chị thương em quá nên mới làm như vậy chứ bộ. Vậy hả? Em nghĩ thật sự nếu chị muốn lo cho em á, thì chị không cần phải làm như vậy. Em á, em không thể hiểu được nỗi lòng của người như chị đâu. Tại chị cũng là phụ nữ nên chị hiểu rất rõ tâm can của những người phụ nữ khác. Chị à, chỉ cần chị hiểu rõ tâm can của chị là được rồi. Còn tâm can của những người khác như thế nào á, chị không cần phải bận tâm tới đâu. Thôi chị biết rồi, đừng có la chị nữa. Có phải là chị phiền phức quá không? Đến cả em á, là em trai của chị mà còn ghét bỏ chị. Huống hồ gì mà những người đàn ông khác chứ. Bởi vậy á, nên chị yêu ai cũng không thành là đúng mà. Chị đừng nghĩ như vậy giùm em được không? Em không hề ghét bỏ chị. Chỉ là... Thôi thôi đi, em đừng giải thích gì nữa hết. Được rồi, nếu mà chị làm phiền em quá thì thôi, để mai chị dọn ra ngoài chị ở cho em rảnh tay. Nói là chị cứ vậy hoài à. Chị cứ ở lại đây, dù gì chị em một nhà không? Em chỉ mong chị với má đừng làm gì cho Dung Hòa buồn nữa, được không? Cái gì cũng là Dung Hòa, hết thuốc chữa rồi. Em nói thiệt với chị, những ngày qua em chưa biết đối diện với gia đình cổ như thế nào nữa. Thôi chị biết rồi, chị biết là em trai chị buồn lắm. Thôi giờ vậy nha, hôm nay hai chị em mình nhậu một bữa đi nha. Nhậu hết cho nó quên buồn ha. Thôi để bữa khác đi chị, bên em mệt em muốn đi ngủ. Thôi mà, ngồi đấy đi. Lâu rồi chị em mình không có dịp tâm sự để mà hiểu nhau, nên mới xảy ra chuyện như vậy đó. Mà em nữa đó, cũng hư lắm. Yêu ai cũng phải nói cho chị với lại má biết chứ. Mà thôi thôi, đừng có nói chuyện cũ nữa. Nè, bây giờ nhậu nha, nhậu cho xỉn luôn nha. Nhậu tới sáng luôn, đợi chị xíu, chị đi lấy bia với mồi nha. Đây. Dạ. Hôm nay chị em mình nhậu cho say luôn nha. Dạ. Đó, bây giờ đây, có cái gì buồn á thì phải nói cho hết.
Đó, chứ chị em mình á là chị em mà cái gì cũng để trong lòng hết. Bởi vậy á làm sao mà chị hiểu được em, đúng không? Chứ phải là chị không thương em đâu, chị thương em chị mới làm vậy chứ bộ. Không có khóc nữa ngày chưa, con trai mà khóc nhẹ. Thì chị em mới khóc thôi chứ ai em khóc. Chị biết mà. Thôi đừng khóc nữa, nè vô 100%. Vô. 2, 3, 100% nghe chưa. Hôm nay á, chị em mình phải uống cho say. Có chuyện gì buồn á phải nói ra hết nghe không? Không được để trong lòng đó. Nhìn cái gì? Tôi biết á, là em cũng còn thương bà chị già này mà, đúng không? Em không thương chị thì thương ai? Chị nói gì cũng rồi. Nói. Vô. Chị cũng rất là thương em đó biết không thằng nhóc. Trời ơi, Hùng nhà mấy đứa khác nó thấy nó ghen đó nha. Em trai hôn mình làm như ai hôn. Chị á, lúc nào chị làm cái gì á cũng muốn điều tốt nhất cho em hết á, biết không? Rồi nha, từ từ nè, có lúc á em phải cảm ơn chị vì những điều chị đã làm cho em đó nha. Thôi ha, em không cần chị làm gì cho em hết. Chỉ cần á, chị sống cuộc sống đàng hoàng nè, tìm một người đàn ông thật tốt, cưới chị làm vợ là em vui lắm. Thôi thôi thôi, mệt quá đi, đừng có nói chuyện chồng con nữa, nói chuyện chồng con tôi buồn quá. Uống nè, uống. Phong ơi, vậy đi làm rồi dẫn Ngân Nga đi học nữa nè em. Phong, vậy đi làm. Trời đất ơi, Phong, làm cái trò gì đó hả? Trời, ngồi dậy. Trời đất ơi, nhà có mục đích mà tụi em làm cái trò gì vậy? Trời đất ơi, mặt mũi nào vậy trời, làm cái trò gì vậy? Hoàng Yến, sao em lại ở đây? Em không biết. Chuyện này là sao? Sao em lại... Chị hai. Lại với anh? Trời, em chết mất. Chị à, em xin lỗi chị. Em cũng không hiểu chuyện gì nữa. Anh Phong à, chuyện này là sao hả anh? Hả? Hả anh? Hả anh? Anh trả lời đi. Đã tới nước này á, thì đàn ông sai 10-10 rồi. Chị nói thiệt nha, cái chuyện này là chị không có bên em được nữa nha Phong. Rõ ràng em nhớ là đêm qua em mệt rồi em đi vô em ngủ trước mà. Nhậu có hai người buồn quá à, không có hứng thú gì hết trơn. Giờ vậy nè, kiếm người nào thêm vô. Thôi em nhậu nữa. Hê, Hoàng Yến á, gọi Hoàng Yến nha. Rủ đi chị gọi điện thoại. Thôi. Gọi cô tới làm gì? Em muốn chỉ đêm nay là chỉ có hai chị em mình thôi, không muốn có người ngoài. Em thấy có người ngoài không tiện. Có gì đâu mà không tiện chứ. Con Hoàng Yến nó dễ thương, với lại nó cũng như em út trong nhà, chị đâu có coi nó là người ngoài đâu. Với lại nha, dạo này chị thấy nó đang có tâm sự gì buồn lắm á, gọi nó tới uống cho vui nha. Quyết định vậy đi. Vô. Vô. Nè, phải uống hết 100% luôn đó nha. Hai đứa hôm nay phải say với chị đó, không uống là chị giận đó. Sơn Phong. Em có công nhận là Hoàng Yến quá xinh đẹp không? Coi nè, uống có chút bia thôi mà hai má ẩn ẩn hồng hồng giống như cô trinh nữ á. Trời ơi, nhìn yêu gì đâu á. Chị là con gái, chị còn thích em nữa đó. Yến nè, em dạ. Xinh đẹp dễ thương như vậy chắc là nhiều anh đeo đuổi lắm phải không? Dạ, đâu có đâu chị. Đâu có ai mà thích em. Thôi đừng có bày đặt dấu chị nữa đi. Chị biết á là nhiều người theo đuổi em lắm, nhưng mà chẳng qua em không chịu người ta thôi, đúng không? Thì cũng phải thôi, em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang mà. Nên mình kén chọn một chút cũng đúng thôi, hen. Dạ, em đâu có kén chọn gì đâu chị. Chỉ là em thương một người mà người ta chê em xấu xí, vô duyên, nên không có thèm ngó ngàng gì tới em hết. Ủa mà cái thằng nào mà sao mà nó ngu dữ vậy em? Trời đất ơi, có một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương như em vậy nè, lại thương mình mà còn không biết trân trọng nữa. Trời ơi, người gì đâu mà kỳ cục khó hiểu ghê á. Thôi vô. Rồi, uống nè.
Ăn đi em. Với hai ngồi chơi. Em thấy hơi nhức đầu, em vô ngủ trước. Mệt rồi hả? Thôi xỉn rồi, vô ngủ đi. Coi mặt nó xỉn kìa, dễ thương ha. Em trai chị nó đẹp y chang chị gì đó. Uống ít thôi bà chị. Hả? Biết rồi, đừng có lo cho tôi. Tôi uống hết thùng này tôi nghỉ. Quà nghỉ ngồi chơi nha. Rồi, ngủ đi. Đi từ từ thôi. Anh làm như vậy thì làm sao mai mốt em dám nhìn mặt bác, nhìn mặt chị, nhìn mặt ai nữa chứ. Hoàng Yến, Hoàng Yến à, cái chuyện này là do thằng Phong nhà chị, nó làm chuyện sằng bậy, chứ đâu phải lỗi em đâu mà em nói em không dám nhìn mặt ai. Nhưng mà em trời đất ơi, cái thằng này, em nói gì đi chứ, mày cứ ngồi yên vậy hoài đó hả? Bây giờ sao, em tính Vũ bỏ trách nhiệm phải không? Này chị nói cho em biết nghe chưa, cái chuyện này hoàn toàn là lỗi do em. Em phải có trách nhiệm với Hoàng Yến đó. Làm sao đây chị ơi? Mời chị. Chắc mẹ chết mất con ơi. Cho vừa lòng vừa dạ người ta. Có chuyện gì vậy ba? Mẹ con hiểu lầm mà không cho ba giải thích. Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy ông ở nhà cô ta. Chính tai tôi nghe cô ta nói em qua lại với anh gần cả năm nay. Vậy mà ông nói là hiểu lầm sao? Thôi mẹ phải bình tĩnh, nghe bà giải thích đã. Ba cứ nói đi, cuối cùng chuyện này là như thế nào? Đúng là ba có quen với người phụ nữ đó, nhưng đó là chuyện trước kia. Thời gian này ba đã suy nghĩ rất là kỹ và biết mình đã sai khi có một người phụ nữ khác để mặc mẹ con một mình. Hôm nay ba tới nhà cô ấy để gặp lần cuối, rồi nói cô ấy lời chia tay để quay về làm tròn trách nhiệm người chồng người cha. Giờ mà ông nói cái gì không được. Nếu mà tôi không bắt ông tại trận thì ông có nói là ông gặp cô ta lần cuối không? Hay là ngày mai, ngày mốt rồi ông tới ông ở luôn với cô ta? Tại sao bà không nghĩ bà như vậy á? Rồi tôi chán nản, tôi đi cặp bồ bên ngoài. Con thấy không, bà đi cặp bồ bên ngoài cuối cùng là đổ lỗi cho mẹ. Mẹ đâu có làm gì sai đâu. Mẹ hết lòng yêu chồng, thương con, hết lòng chăm lo cho cái gia đình này. Vậy mà mẹ sai sao? Mẹ không sai, nhưng mà mẹ đang là ba mệt mỏi. Còn lỗi của ba là không bao giờ chịu chia sẻ với mẹ, luôn luôn để cho mẹ một mình. Nếu mà ba thật sự hối lỗi và muốn bù đắp cho mẹ thì con nghĩ á, mẹ nên cho ba cơ hội đi. Đừng có suốt ngày đay nghiến ba như vậy nữa. Mỗi khi á mà mẹ nghĩ ba nằm bên người phụ nữ khác, còn một mình mẹ phải chống chọi lo toan cho cái gia đình này, là mẹ không sao chịu nổi. Con hiểu, con biết mẹ phải cực khổ nhiều vì ba. Nhưng mà nếu như mẹ cứ suốt ngày đay nghiến ba như vậy thì ba sẽ sinh ra chán nản gia đình và rời xa mẹ, rồi rời xa con. Mẹ hãy cho ba cơ hội đi, được không mẹ? Ba hãy hứa với mẹ, hứa với con là phải dứt khoát với người phụ nữ đó, quay về chăm lo cho gia đình.
Ba hứa ba sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Bà cho tôi thêm cơ hội nữa nha. Lần này tôi thật sự hối hận vì muốn chăm lo cho gia đình. Mẹ, chào em. Chào chị. Chị có hẹn với anh Sơn Phong đúng không chị? Đúng rồi em. Nhưng mà anh ấy chưa tới. Ủa, sao tới trễ dữ vậy ta? Anh có hẹn với khách hả? Dạ không có chị. Nhưng mà hồi nãy anh có gọi cho em nói là tới trễ. Rồi có ai hẹn thì hẹn lại buổi chiều. Để chị gọi cho ảnh. Dạ không chị ơi. Hồi nãy anh có dặn em là đừng để ai làm phiền anh trong lúc này á chị. Thì có gì chị về trước đi. Rồi khi nào anh vô thì em gọi chị ha. Cũng được, cảm ơn em nha. Dạ chào chị. Em tới có chuyện gì không? Bên công ty SDX đó có hẹn họp bàn với mình rồi, anh quên rồi sao? Nếu vậy thì mình vào phòng họp, họp luôn đi anh. Em à, dạ. Chuẩn bị phòng họp và nước đãi khách nha. Dạ chị. Hoàng Yến, chị có chuyện riêng muốn nói với anh Sơn Phong. Khi khác được không em? Bên này anh hơi mờ. Bên SDX vừa nói là cần thay một số chi tiết. Với lại á, em chỉ phiền anh 15 phút thôi. Anh mời em vô phòng. Anh vô trước nha. Giờ phút này thì chiêu trò của bà cũng hết tác dụng rồi, bà cô già. Em ngồi đi. Em uống nước đi. Lúc nãy em nói bàn chuyện gì với anh đó. Mình bắt đầu đi. Anh thật sự rất mệt mỏi. Anh không còn tâm trí để làm việc nữa. Anh xin lỗi. Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chuyện qua công ty SDX, lúc khác mình bàn được không em? Anh muốn nghỉ ngơi. Anh xin lỗi. Anh thật sự không biết phải nói chuyện này như thế nào với em nữa. Chị Dung Hòa. Làm gì mà nhìn thấy em như thế tà vậy? Rảnh không? Đi uống cà phê với em chút đi. Chị không rảnh. Chị đi trước nha. Khoan đã. Em chỉ phiền chị 15 phút thôi mà. Có chuyện gì, em cứ nói luôn đi. Yên tâm đi. Đây sẽ là 15 phút quý giá nhất trong cuộc đời của chị đó. Đối với chị, giây phút nào cũng quý hết. Em nói lẹ đi. Chị không thấy thái độ của anh Sơn Phong hôm nay rất lạ sao? Chuyện đó đâu có liên quan gì tới em đâu. Chị ngây thơ hay giả ngơ vậy? Không liên quan tới em thì em nói với chị làm gì? Hoàng Yến, đến lúc này á, chị hiểu em phần nào rồi, cho nên em đừng có nghĩ em nói gì chị cũng tin hết. Chị nói là chị mới hiểu phần nào thôi. Đôi khi phần chị chưa hiểu lại là phần hay ho nhất đó. Chị không muốn phí thời gian với em nữa. Khoan đã, chị làm gì mà vội quá vậy? Thôi mà, em chỉ sợ chị đau lòng cho nên mới rào trước đón sau như vậy. Thôi được, bây giờ em sẽ đi thẳng vào vấn đề ha. Chị đừng có dây dưa với anh Sơn Phong nữa. Anh ấy bây giờ đã là của em. Chuyện đó
Em đi nói với anh Sơn Phong đi. Chị đâu quyết định được chuyện này đâu. Chị không thấy là anh Sơn Phong đã đồng ý rồi hả? Chỉ là sợ chị đau quá đi tự tử, cho nên là chưa muốn nói thẳng với chị thôi. Chị cũng nói là không tin em, nhưng chắc chị phải tin vào mắt mình chứ. Chị xem đi. Chị không cần phải tỏ ra cứng rắn như vậy. Nếu em mà thấy cảnh này thì em đi tự tử cho xong. Nhưng mà em khuyên chị, đời còn dài, trai còn nhiều. Tuy là hoàn hảo như anh Sơn Phong thì kiếm hơi khó, nhưng mà không có nghĩa là không có. Chị cứ từ từ mà kiếm cũng ra à. À quên, nếu mà chị chưa muốn tin á, em sẽ gửi mail tặng cho chị file gốc để chị kiểm tra ha. À, cũng có thể nhờ anh Hoài Thương, chuyên gia đồ họa di tính của chị đó, có thể kiểm tra Photoshop có thật hay không ha. Chơi với anh ta lâu nay, bây giờ mới có dịp để sử dụng. Mẹ à, ngồi xuống ăn đi con. Wow, đồ ăn ngon quá. Mẹ nói đồ ăn là lúc nào cũng ngon hết trơn á. Nè. Dạ. Đồ ăn của mẹ nấu á không có ngon bằng vợ của con nấu đâu. Mẹ không có ở như vậy mà nấu cho con ăn hoài đâu đó nghe. Lo mà cưới vợ đi. Vợ chứ đâu phải là nồi cơm điện đâu mẹ. Mà ra siêu thị là kiếm được liền. Khó hay dễ thì cũng phải đi kiếm chứ. Nè, con định nói vậy sao? 30 mấy tuổi rồi. Mẹ, con là con trai mà, chứ đâu phải là con gái đâu. Cho dù bây giờ con 40 tuổi thì cũng đâu ai nói gì đâu. Con trai con gái gì cũng vậy, đến tuổi phải lo kết hôn. Trễ nải chuyện này làm có lỗi với cha với mẹ, biết chưa? Dạ con biết rồi. Thưa mẹ đại nhân, nếu bây giờ mẹ muốn con chạy ra đường con la lên là có ai bây giờ muốn lấy tôi không? Tôi đang muốn vợ nè, có ai lấy không? Ừ. Con nói vậy luôn á. Cái thằng này, mẹ nói nghiêm túc, mà con cứ gà rỡ với mẹ không à? Mẹ, tại con giỡn cho mẹ vui thôi. Nhưng mà mẹ đừng có quan tâm đến cái chuyện mà hôn nhân của con nữa. Duyên tới đâu thì hãy tới đó mẹ à. Nè, mẹ thấy hình như là con vẫn còn thương bé Dung Hòa phải không? Dạ không phải đâu mẹ. Bây giờ con chỉ coi cô ấy như là bạn thôi. Bây giờ con chưa có để ý tới ai hết. Tại vì chưa có người phù hợp mẹ. Trong mắt con á, mẹ chỉ sợ chỉ có con bé đó là mới hợp với con thôi. Thôi mà mẹ, thôi, mình ăn nha. Chuyện này nói sau đi. Khi nào con tìm được người phù hợp á, con sẽ tranh thủ kết hôn liền, mẹ chưa không? Cái thằng này. Thôi, ăn đi. Dạ, mẹ ăn đi. Em thật không ngờ, mới mấy hôm trước, em và anh nó chia tay nhau, mà hôm nay anh đã... Em muốn nói tới chuyện gì? Anh còn muốn lừa dối em nữa hả? Anh làm chuyện đó, anh có thấy có lỗi với em không? Hay là anh cho rằng mình đã chia tay, nên anh muốn làm gì anh làm? Em đã biết hết mọi chuyện rồi à? Anh còn tính lừa dối em đến khi nào? Đến khi cả thế giới đều cho rằng em là cô gái ngu ngốc sao? Anh... Trong chuyện đó anh không có lỗi. Anh hoàn toàn bị động. Lỗi. Ý anh nói là anh bị ép hả? Anh đã từng tuổi này rồi, còn là đàn ông khỏe mạnh nữa. Nếu anh không muốn
thì ai mà ép anh được. Nhưng em có nghĩ là anh bị người ta gài bẫy hay không? Em không tin. Em không nghĩ anh là con người sống vô trách nhiệm và thiếu thành thật như vậy. Dung Hoa, em nghe anh nói đã. Buông ra. Cái gì vậy hả? Em nghe anh nói đã. Em à. Phong. 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 Em sao vậy? Trời đất ơi cái thằng. Chị hai. Gì? Chị làm gì vậy? Trời ơi, chị phải hỏi em mới đúng á. Chị kêu hoài em không chịu dậy, còn nắm tay chị bóp bóp nắng nắng, bộ khùng hả? À, chắc là đang mơ tưởng tới Hoàng Yến đúng không? Chị đừng nhắc tới cô ấy. Chị nhắc thì sao chứ? Con nhỏ người ta vừa dịu dàng vừa dễ thương vậy á. Nè, đừng có giấu chị. Em đang mơ một giấc mơ rất là mặn nồng. Em đang nắm tay Hoàng Yến đúng không? Bởi vậy em mới nắm nhầm tay chị nè. Đúng không? Trời ơi, tới giấc mơ của em mà chị cũng tò mò nữa. Chị đừng nhắc tên Hoàng Yến trước mặt em nữa có được không? Trời ơi, đàn ông đều là giống sinh vật phụ bạc thôi. Không có chừa người nào hết trơn á. Chị á, chị bị người ta lừa thì không nói rồi. Bây giờ ngay cả em trai chị cũng đi lừa người ta sao? Nghĩ lại phụ nữ sao mà đáng thương quá. Chị hai, chị nghĩ cái gì vậy? Chị đừng có lấy cái thước sai lệch của bạn trai cũ chị mà đi đo cho người khác. Thì em nói cũng có lý. Chị không nên lấy cái hiểu biết cũ của con người phụ bạc đó mà đi đo lòng dạ của anh Hoài Thương được. Anh Hoài Thương là ai vậy? Thì anh... Thôi đi. Em đừng có lấy chuyện nọ sọ chuyện kia đi. Chị đang nói cái người đàn ông phụ bạc đó là em đó. Trời ơi, làm hại đời con gái người ta rồi. Bây giờ cái mặt tỉnh queo à. Cái giống như không có chuyện gì xảy ra vậy á. Còn làm ra vẻ giống như là mình là người bị gài vậy đó. Ghê quá, ghê quá. Chuyện nào ra chuyện đó chị hai à. Chị đừng có nhớ chuyện cũ lại trách em như vậy. Ủa, hay à. Thì em phải làm sao chị mới nhớ chuyện cũ chứ. Nè, chị nói thiệt nha. Lúc này á, chị thấy em á chẳng khác gì cái thằng cha phản bội đó hết á. Chị hai. Chị nói cho em biết nha. Kinh nghiệm chị đầy mình nè. Đàn ông ngoài những kẻ đểu giả ra, những người còn lại đều là những người phụ bạc. Bây giờ chị muốn em làm cái gì chị mới chịu để cho em yên đây? Trời ơi, hỏi lãng à. Em lớn chừng này mà hỏi chị câu đó hả? Chuyện đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra sao? Thôi được rồi, em sẽ đi gặp trực tiếp cô ấy để xin lỗi. Trời ơi, bộ xin lỗi là coi như xong sao? Nếu nói vậy á, cái lời xin lỗi chỉ là công cụ để người ta phạm lỗi nhiều hơn thôi. Mà thôi, em lớn rồi. Chuyện của em tự suy nghĩ và tự giải quyết thôi. Mà chị muốn nói với em một điều. Đã là đàn ông á, dám làm thì phải dám chịu, hiểu chưa? Tại sao mọi chuyện càng lúc càng phức tạp quá vậy? Vào đi. Dạ, thưa giám đốc của em ạ. Cậu làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi đã bỏ tiền bỏ bạc ra cho cậu làm. Cậu đảm bảo là dự án này thành công. Bây giờ cậu vác cái mặt về, thảm hại như vậy là sao? Dạ, đúng ra dự án này á đúng là thành công rồi đó. Nhưng mà giờ phút chót á, nó có tí sự cố thôi à. Sự cố? Sự cố? Cậu lúc nào cũng sự cố đó. Nếu thật sự mà cậu có thực lực á, thì không có thua hết dự án này đến dự án khác đâu. Giám đốc nói vậy quan cho em quá. Dù gì thì trước đây em cũng kiếm được nhiều hợp đồng béo bở gì cho công ty, đúng không? Cậu còn dám nói như vậy nữa đó hả? Ba cái hợp đồng béo bở của cậu đó đang tích cực kiện công ty của chúng ta đó. Cậu mà có giỏi á thì tự đi mà giải quyết đi. Giám đốc đúng là làm khó em quá. Công việc của em chỉ là kiếm hợp đồng vậy cho công ty thôi mà. Vậy thì cậu mau đi tìm hợp đồng vậy cho công ty đi. Tôi nói cho cậu biết đó, tháng này mà cậu không có hợp đồng mới á, thì cậu hãy sẵn sàng tư tưởng tâm lý đi nha. Tôi sẽ cho cậu nghỉ việc vô thời hạn đó. Giám đốc. Thằng Sơn Phong khốn nạn, cũng vì mày mà tạo ra nông nổi này.
Chuyện này là sao hả anh Sơn Phong? Chẳng lẽ anh chấp nhận là chia tay với em bằng hành động này sao? Cũng hợp lý thôi. Chính em là người đã nói chia tay với anh trước. Giờ em còn buồn, còn ghen tuông gì điều gì chứ? Nhưng sao anh vẫn nói em hãy cho anh thêm thời gian? Tại sao vẫn cố chứng minh rằng anh rất yêu và cần em bên cạnh? Anh đang đùa cợt em sao anh Sơn Phong? Giờ con tính sao về chuyện này hả Phong? Tại sao chị lại nói chuyện này với má? Chị đâu có cố ý đâu. Tại hôm rày á, Hoàng Yến nó không tới thăm má, nên má hỏi chị, thì hỏi chị phải nói chứ sao. Mà ngộ à, bộ em làm chuyện sai trái rồi muốn giấu không cho ai biết sao? Bỏ chuyện này qua một bên đi. Bây giờ má chỉ muốn biết con đối xử với Hoàng Yến sao khi con đã làm ra cái chuyện động trời này. Em làm gì thì làm, nhưng mà không có được hành xử theo cái kiểu quất ngựa truy phong như vậy. Em nên nhớ đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ đâu. Em có biết là chuyện đó đối với một người con gái rất là quan trọng hay không? Ở đâu thì cũng vậy thôi. Làm thân đàn ông thì phải ra dáng đàn ông, dám làm, dám nhận, dám chịu trách nhiệm, chứ không thể nào trốn tránh được. Mà không hiểu luôn á nha, Hoàng Yến nó vừa đẹp người lại đẹp nết. Ủa mà em còn suy nghĩ đắn đo gì nữa? Má cũng thấy Hoàng Yến là một cô gái tốt, thích hợp á, làm vợ, làm mẹ. Con mà cưới cô ấy á, má cũng yên tâm lắm. Má với chị hai để cho con yên có được không? Hai người sang đây nghĩ cách giúp con, hay là sang đây bắt ép con làm cái điều mà hai người đang muốn vậy? Chị á, là chị chỉ sợ là em phạm sai lầm rồi hành xử không đúng thôi. Em chỉ sợ á, má với chị mà cứ như vậy á, chẳng khác nào ép em phạm phải sai lầm khác thôi. Cái thằng này. Con xin lỗi má, thật sự con đang rất rối. Má với chị đừng làm cho con rối thêm nữa. Con muốn một mình suy nghĩ, tự con giải quyết chuyện này, được không má? Má cũng biết làm như vậy là tạo áp lực cho con, nhưng má muốn con phải suy nghĩ thật chu đáo. Con nghĩ coi, Hoàng Yến nó là con gái, mà con gái trinh tiết và nhân phẩm là điều vô giá. Sao cái chuyện này, thử hỏi nó dám yêu ai, nó dám lấy ai khi con phụ bỏ nó chứ? Má với chị đã hết lời rồi. Nếu mà em cũng không quyết được thì chị cũng không còn gì để nói nữa. Cứ coi như là chị là người mang tội đi. Tại vì cái đêm hôm đó, chính chị là người mời Hoàng Yến tới nhà, mới xảy ra cớ sự. Má không thúc ép con nữa. Con hãy từ từ suy nghĩ đi và đưa ra quyết định đúng đắn. Má mong con á, đừng làm cho má thất vọng. Có gì không em? Dạ, có một bác nói là mẹ của chị Hoàng Yến xin được gặp anh ạ. Bác ấy nói là nhất định phải gặp anh, nếu không bác sẽ ngồi đây hoài luôn ạ. Em mời bác lên phòng giùm anh. Dạ. Vô đi. Dạ con mời bác. Dạ con chào bác. Dạ con mời bác ngồi. Chào cậu. Cậu là Sơn Phong. Dạ. Con mời bác uống nước.
Bác gặp con có chuyện gì không bé? Nhìn cậu có vẻ hiền lành tử tế, chả trách nào con gái tôi nó yêu cậu. Thiệt tình đó, tôi cũng chẳng muốn tới đây để làm phiền cậu đâu. Nhưng mà vì ngặt con gái của tôi, cô Hoàng Yến đó. Bác bình tĩnh. Hoàng Yến làm sao hả bác? Bây giờ nó đang yếu lắm cậu ơi. Cứ như vậy hoài tôi sợ nó sống không nổi là nó chết đó cậu ơi. Sao lại như vậy hả bác? Mấy bữa nay nó cũng như người mất hồn, không có ăn, không uống gì hết, không cười, không nói, cứ lặng lẽ nhốt mình ở trong phòng. Tôi gặng hỏi hoài mới biết được cái chuyện, là cái chuyện nói với cậu đó. Cậu biết rõ là An Yến nó yêu cậu mà. Cậu không yêu nó mà thôi, tại sao lại gây ra cái chuyện như vậy? Để bây giờ mọi thứ nó lỡ dở ra hết rồi, rồi phủi bỏ trách nhiệm, để con bé nó phải sống dở chết dở như vậy đó trời ơi. Con xin lỗi, con không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy. Con gái tôi bây giờ nó không có thiết sống nữa rồi. Người làm mẹ như tôi vậy nè, tôi đau lòng lắm cậu có biết không cậu không? Tôi chưa bao giờ thấy con gái mình nó như vậy. Trước giờ có nhiều người theo đuổi nó, nhưng nó đâu có yêu ai. Vậy mà bây giờ nó hết lòng yêu cậu đó. Mà cậu thì... Con xin lỗi. Tôi nhìn cậu, tôi thấy cậu cũng hiền lành tử tế quá. Mà sao cậu, cậu nhẫn tâm quá vậy hả cậu Phong? Con không ngờ Yến lại hành hạ bản thân mình như vậy. Con xin lỗi, chỉ vì một chút sai lầm của con mà. Một chút sai lầm à? Cậu nghĩ đơn giản quá cậu Phong. Tôi không hiểu sao mà con gái tôi nó lại yêu một cái người đàn ông mà vô trách nhiệm như cậu vậy đó. Con xin lỗi. Xin lỗi? Nói một tiếng xin lỗi là con gái tôi nó trở lại vui vẻ như xưa hay sao cậu Phong? Thật sự con không biết phải làm gì để cậu tốt hơn bây giờ. Ngay cả cái gì qua thăm nó mà cậu cũng không làm được. Vậy cậu có thể làm gì được tốt hơn cho con gái của tôi? Tội cho nó suốt ngày cứ mong chờ cậu qua tìm nó, hay là chỉ ít chỉ một cuộc điện thoại thôi. Con sẽ thu xếp đến thăm Yến. Bác cố gắng động viên cổ chịu ăn uống giùm con. Thì tôi vẫn luôn khuyên nó đó chứ sao. Nhưng mà nó có chịu nghe gì đâu, vẫn không chịu ăn uống. Vì vậy cho nên tôi phải làm cái chuyện muối mặt là tôi tới đây, tôi gặp cậu đây nè. Thay vì đáng lý ra cậu phải tới nhà cậu gặp tôi mới đúng chứ. Dạ, bác nói đúng. Đáng lý ra con phải gặp bác mới phải. Dạ, bác yên tâm đi. Con sẽ cố gắng đến thăm Yến sớm và giật dậy tinh thần cho cổ. Thôi, giờ cậu hứa vậy tôi cũng thấy yên lòng rồi. Nhìn cậu tôi thấy cậu không đến nỗi là cái người nhẫn tâm, vô trách nhiệm. Con Yến con của tôi nó rất là yêu cậu đó nghe cậu Phong. Tính sao cho phải thì tính, đừng để nhỏ nó khổ hoài vậy nghe. Giờ tôi về, ráng thu xếp tới gặp nó sớm nghe. Dạ, con biết rồi. Bác về. Chào cậu, tôi về. Chào bác. Sơn Phong, lẽ nào anh không có chút cảm giác gì với em sao? Lẽ nào anh lạnh lùng đến mức tàn nhẫn như vậy sao? Đã mấy ngày rồi em không đến công ty, mà anh cũng không thèm gọi điện cho em nói một lời. Anh thậm chí không thèm quan tâm đến sự sống chết của em. Người cần gọi thì không thấy, kẻ không cần thì cứ bám riết. Yến ơi, mẹ về rồi nè. Mẹ? Sao rồi mẹ?
mẹ đã gặp anh ấy chưa? Mẹ vừa tới công ty gặp cậu ấy xong, cậu ta nói sẽ tới thăm con liền giờ á. Vậy hả mẹ? Anh ấy có nói gì nữa không mẹ? Ừ, thì nói ba điều bốn chuyện về con thôi. Mà cậu ta có vẻ cũng là người biết điều á chứ, lại là người giàu có giỏi giang. Công nhận con của mẹ cũng tinh mắt ghê á. Người như vậy á mới xứng đáng làm chồng con chứ mẹ. Nhưng mà anh ấy có đá động gì tới chuyện cưới xin không mẹ? Ờ, mẹ cũng có gợi ý mà sao thấy nó không có nói gì hết trơn á. Mà mẹ thấy nó không dám trốn tránh trách nhiệm đâu nghe. Trước sau gì nó cũng cưới con thôi. Ờ, mẹ có mua đồ ăn về ngoài á, con ra ăn đi. Thôi, mẹ cứ ăn trước đi. Khi nào con đói con sẽ ăn. Mẹ thấy mấy bữa nay con có chịu ăn uống gì đâu. Bộ tính tiệt thực cho Sơn Phong nó thấy đó hả? Muốn cái gì thì muốn, chứ không có tội dạ gì mà hành hạ bản thân nghe con. Con cứ để thằng đó mẹ lo cho. Con biết rồi, chỉ là tại con hơi mệt nên không muốn ăn thôi. Mẹ nói rồi đó, con cũng đừng có đau buồn nữa. Có mẹ ở đây cứ để mẹ lo cho. Cái thằng đó hả, có chạy đàng trời á cũng không có hồng mà trốn tránh trách nhiệm được đâu. Nhìn coi kìa, tiều tị, mặt mày hốc hác hết trơn hả? Không sao đâu mẹ. Tiều tụy hốc hác thì cũng phải có cái đẹp của nó mà. Con nói đúng đó. Chẳng có cái người đàn ông nào mà nó kìm lòng được trước một cái cô gái đang đau khổ vì mình hết á.